Chào mừng quý khách đã trở lại kênh của Tranh Gỗ Minh Châu trên YouTube. Hôm nay 24 tháng 5, chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách tấm mặt áo thành công với chữ là chúng tôi ghi bằng chữ quốc ngữ luôn và tám chú ngựa đang phi nước đại. Đã được chúng tôi hoàn thiện PU bóng mờ rất là kỹ với kích thước là 2m37 x 1m17 và với độ dày của ván là 3 phân. Và chiều dày của khung là 5 phân. Chúng tôi đã chọn cái tấm gỗ này với cái đường vân rất là nhiều. Và cũng được chúng tôi hoàn thiện rất kỹ, vân vèo rất là nổi. Thì đây cả những cái đường vân của tôi thiết kế cái đường vân tự nhiên của chúng tôi, không thể thiết kế được cái vân này 100% tự nhiên, cách là vân tự nhiên của gỗ thì không thể thiết kế được cái vân này. Tấm này thì là chúng tôi hoàn thiện cho một anh khách hàng ở trong Bình Phước rồi, còn những cái tấm khác cũng đẹp tương tự như này. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966 hoặc Zalo, Viber, Facebook các bạn để được chúng tôi truyền tải hình ảnh cho nó kỹ hơn, rõ nét hơn. Chúng tôi giữ máy ở khung hình này cho quý khách ngắm kỹ một lần nữa cái tấm ngựa của chúng tôi nó đẹp đến cỡ nào. Nói đến tranh gỗ thì xin mời quý khách hãy nhớ ngay đến Tranh Gỗ Minh Châu của chúng tôi. Chúng tôi làm rất là uy tín, đảm bảo chất lượng, đảm bảo về mỹ thuật, đảm bảo cách trao đổi hàng thì nếu mà có vấn đề gì lỗi thì tôi xin sẵn sàng đổi cho quý khách ngay những cái tấm khác đẹp hơn luôn.